20 tháng 10, Viện Nghiên cứu Đào tạo Ngành Làm Đẹp Beauty Plus đã được thành lập theo quyết định số 474 của Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam. Đến sự kiện với sự hiện diện của Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lê Huyên, đại biểu đại diện các ban, đơn vị Hiệp hội, các chuyên gia ngành làm đẹp trong và ngoài nước, các chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm đẹp uy tín tại Hà Nội. Tại buổi lễ, đại diện Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã công bố và trao quyết định thành lập viện và quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo viện. Vì thực tế là chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tại là các spa ở trên thế giới và các spa ở Việt Nam, đặc biệt là các spa ở Việt Nam và ở các thành phố lớn, thì hiện tại bây giờ là cái nguồn nhân lực về đào tạo và để triển khai thì là cũng khá hạn chế, và bản thân họ không được đào tạo một cái bài bản từ A đến Z, mà họ chỉ là tay ngang chuyển từ các ngành nghề khác sang. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ là cái việc mà thành lập ra một cái viện đào tạo về spa mang tính chất là chính thống và có quy trình cụ thể này, có công nghệ cụ thể và đặc biệt là có con người, thì tôi nghĩ là cái việc mà triển khai trong thời gian tới sẽ rất tốt hơn nhỉ. Trên thị trường hiện nay là các trung tâm làm đẹp và các thẩm mỹ viện về cái mặt nhân sự là về chuyên môn để sử dụng những cái máy móc công nghệ cao là chưa có, thì cái mục đích của cái viện là để đào tạo một cái nguồn là nhân lực cung cấp cho các spa và thẩm mỹ để sử dụng các máy móc thiết bị công nghệ cao trong ngành làm đẹp. Học viện nghiên cứu đào tạo ngành làm đẹp Beauty Plus ra đời với mong muốn mở thêm một môi trường đào tạo chuyên nghiệp mới, giúp các bạn trẻ có cơ hội việc làm và kinh doanh ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam.